Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ gửi các bạn một bài cực kỳ đẹp và cực kỳ hiếm, đó chính là Term of Sterno. Đó, thì đây là được sáng tạo, gọi là được lấy cảm hứng từ tên của một cái vị thần. Và cái từ này dịch ra tiếng Việt đó chính là ngôi mộ của cái vị này, Sterno này. Đó, mình đánh vần cái tên của vị thần này có đúng không? Ok, thì đây các bạn thấy bên ngoài này, mình đặt camera coi buổi sáng nó hơi là bóng ha, tại vì nó có một cái lớp bóng bên ngoài nữa. Đó, các bạn nhìn rõ cho mình này. Lên ở giữa là màu đỏ nha. Đó, bicycle được sản xuất vào 2016 và được in giới hạn 2500 bản trên toàn thế giới. Đó, thì chúng ta có 2500 bản thôi. Đó, bộ bài này ra được 4-5 năm rồi và hiện tại nó khá là hiếm các bạn nhé. Đó, khá là hiếm. Mình may mắn mình đã tìm mua được bộ bài này. Ok, giờ chúng ta sẽ xem bên trong như nào ha. Đây, thiết kế thì lúc đấy nó cực kỳ đẹp nha các bạn. Mặc dù ra mắt từ khoảng 4-5 năm trước nhưng mà nói về cái độ thiết kế cực kỳ hot. Đó. Ok, mình sẽ để cái vỏ ra bên ha. Rồi, chúng ta đến ngay với cái mặt sau này. Thấy chưa? Bạn nhìn rõ không? Đó, ở giữa nền đây là một nền đỏ với những chữ cái. Đó, mình sẽ đặt gần hơn một chút. Đó. Đẹp chưa? Và bộ bài hiện tại rất là mới các bạn nhé. Còn nguyên dầu nữa các bạn ạ. Đó, đây mình fan bài, mình làm các thứ khá là dễ dàng ha. Ok, rồi chúng ta đến ngay với những cái lá bài đầu tiên. Đây, thì đây chúng ta có là chắc là hai lá Joker rồi, đây rồi. Đó, thì mình nghĩ là đây là hình ảnh của vị thần các bạn. Đó. Ok, thì đây là hai cái lá Joker của chúng ta ha, cực kỳ đẹp, có hai phông lên thì các bạn. Ở dưới là một cái lên nữa các bạn này, thấy không? Đó, và trên này một cái hình ảnh của một vị thần, ở dưới là một con hền. Khung cũng khá đẹp ha. Đây, cái lá bài này cũng vậy. Và cái màu sắc khi mà mình quay trên clip các bạn thấy là nó khá là mờ so với thực tế các bạn nhé. Cái màu thực tế ngoài nó đậm hơn một chút. Đó. Đây là K này. Đó. Q này, Z này. Đẹp chưa? Đó. Ok. Ôi, đây là thực sự một bài thiết kế cực kỳ đẹp các bạn nhé. Nó hơi ma mị cổ điển một chút. Đó. Đẹp chưa? Ok, mình sẽ lướt từng lá một cho các bạn xem ha. Đây, là xa ra một chút. Đó. Đây, cái lên ở dưới rất là đẹp luôn. Giữa chưa? Cực kỳ đẹp luôn. Bộ bài này mang tính sưu tập rất là cao các bạn nhé. Đây. Cái lá bích chúng ta khá là sáng các bạn cảm ơn mình. Bicycle Term of Sterno. Rồi, đây là chất tép ha. Lại là chất bích rồi. Và cái thiết kế thì nó khác nhau một chút ở cái phần giữa các bạn nhé. Đây này, mình sẽ lấy cái phần giữa cho các bạn xem. Thì ở đây nó à phải không ta, à đâu, cái phần giữa giống nhau các bạn, sorry các bạn nhé, phần giữa giống nhau, vậy là cái lên sau giống nhau, nó chỉ khác mỗi cái họa tiết của chất thôi. Ok, rồi mình sẽ đi nhanh những cái lá này ha, chúng ta qua chất rô ra. Đây chất rô đây chúng ta này, đây chất cơ chứ, sorry các bạn, đây chất cơ nhá. Màu sắc cái này là màu đỏ, đỏ đậm đậm một chút các bạn. Không phải đỏ tươi như trên camera các bạn thấy, nó hơi màu cam cam một chút. Thực ra nó màu đỏ nha. Đây, đó. Ok, đây chất cơ nha. Mình sẽ lướt nhanh thôi. Được chưa? Đây, chất cơ các bạn nhìn rõ này. Ok, cái chất dầu chúng ta này, chất dầu thì khả năng đẹp hơn mấy chất kia các bạn. À, thiết kế thì khỏi bàn rồi. Những cái lền này ở dưới này cũng khá đẹp, họa tiết khá đẹp các bạn. À, các bạn thấy cái lền ở dưới không? À, ok, thì bộ bài này hiện tại khá là mới các bạn, gần như là 99% á. Ok, rồi thì đó là mặt những cái lá.
back của nó, mặt sau lưng ấy. Đây, các bạn nhìn kỹ lại này, đẹp chưa? Này fan, nhìn thấy fan thử vậy, tại vì nó khá là mới cho nên nó khá là mượt. Bộ bài này mang tính sưu tập khá là cao nhá. Hiện tại thì cái giá thành nó vào khoảng 300-400 ngàn gì đó các bạn, nhưng mà khó mua lắm. Đẹp chưa? Ok, thì trên đây là review chi tiết về bộ bài Term of Tulu, bộ bài limited 2500 bộ toàn thế giới, giá mắt 2016, hiện tại thì rất là hiếm rồi. Nếu bạn thấy hay hãy like, subscribe ủng hộ mình nhé, trong video tiếp theo nha. Ok, cảm ơn các bạn nhiều.